Các bạn nhé, thì hiện tại đây này, hiện tại tôi đang có mặt ở ngã tư Mỹ Sơn à Cao Lộc đây. Đấy, quán Hà Thành Quán các bạn nhé. Đấy, thì hiện tại quán này đang quay hai con chó. Đấy, hiện tại là con chó này đã quay xong rồi. Trên lò hiện tại vẫn đang còn một con đang quay. Tin đúng lúc ra Covid rồi. Vâng vâng đấy. Nó là ra điện cho đằng kia bảo nó từng đưa tin cái ngựa đó là người ta đang ô hào không tập trung đông người này đưa lên chết của mẹ. Nhưng mà quá cái thằng này ở đâu? Cái này là gì? Chả chú. Gan che mặt là quay chó. Gan. Gan chó. Hiện tại là chỉ bán mang về thôi nhá các bạn nhá. Đấy. Mua đến mua mang về thôi. Con này chờ một lát nữa là chặt bây giờ. Đấy, thì các bạn cứ xem hình ảnh quay chó này. Gan chó. Con kia bao nhiêu cân chú, con này này? Đang quay này. Con đang quay này bao nhiêu cân? 9 cân. 9 cân bốc. 9 cân bốc hả? Cân bóc, gan đây, gan chó, rồi chó, lá lốt. Chó hơi bây giờ đắt không chú? Chó hơi bây giờ vẫn 75-80. 75-80. Rồi. Thế bây giờ chó quay xong rồi là bao tiền cân chú? Chó quay xong rồi á. À, như lại này. Con đang lấy 300 một cân. 300 một cân. 300 một cân. Vẫn 300.000 một cân. À, đấy, riêng ba chỉ 350. À, riêng ba chỉ lại là giá riêng. À, ba chỉ là 350. Còn nếu lấy cả con thì 300, chung như thế. Ba chỉ chó cũng được nhiều nhỉ. Đây, đây cũng chủ yếu bán 300 thôi. Chẳng qua ông nào ông có thích toàn ba chỉ này lên hát đúng không? Đúng ra một đĩa của nó có vừa ba chỉ vừa ít đùi. Đúng rồi. Đây đây. Chứ còn ăn riêng thì nhiều lúc cũng không biết ăn, cứ bảo cứ ba chỉ, cứ một câu ba chỉ thôi. Cái chính là ba chỉ lợn thôi. Ba chỉ con này liệu được khoảng tầm 4 cân không chú? Thơm lắm nhỉ? Được khoảng 4 đĩa. 4 đĩa. Một đĩa là khoảng 2 cân. Đấy, từ đây là khoảng 2 cân. Là hết. Rồi, ăn một ít ba chỉ, một ít mông, nó ké vào nó mới ngon. Cứ làm riêng ba chỉ không nó mới. Có nhiều ông là thích ăn cổ đó. Đây đây. Bán cái đầu này. Cái đầu thì bán riêng à hay gì? Cái đầu bán 60.000 cái. 60.000 một cái. Đầu chó nhiều thịt lắm chứ, đùa đâu. Được một đĩa. Ở đây, ôi giời. Làm cái đầu chó này ngon đấy nhỉ. Hai ông nhắm mà. Ôi giời, thế vừa rẻ vừa ấy nhỉ. Có 60.000 một cái. 60.000 cái chặt ra ăn. Thế quá rẻ luôn. Cháu mua bao nhiêu? Con này bắt đầu lên màu đây. Nhờ. Con này bắt đầu lên màu đấy. Ờ, bà kỳ sau kia rửa. Thì cái ấy nó không nhanh hết à? Nó cái dòng rửa bát đây. Thôi được rồi, kì đây, kì nhanh nhé. Bắt đầu là chặt các bạn nhé. Mm-hmm.
Tùi hả? Tùi. Thắm đâu vậy ấy, xong rồi phước còn nấu canh măn đi để cho nó đấy.